Mai sẽ bật mí cho anh em một chút nhá. Rồi, ok. Trước khi vào thì mình cứ soi cầu qua một lượt đã anh em, đừng vội vàng làm gì hết, cứ bình tĩnh thôi. Ok, xỉu 10 này, xỉu chẵn đúng không? Rồi. Xỉu lẻ này, ôi. Xỉu lẻ này anh em ơi. Ui, con mẹ nhà nó luôn này. 4 cái cầu nghịch luôn anh em ơi. Tức là khi mà tài lẻ anh em. Đây nhá, tôi ghi ra cho anh em dễ nhớ này, tài lẻ này và xỉu chẵn thì nó là thuận cầu. Còn nếu như ngược lại ấy, thì nó là nghịch. Được chưa? Đây thì như vừa rồi tôi soi ấy. Đây anh em nhá. Đây, tài chẵn này, nghịch này, xỉu chẵn này, thuận này, nghịch này. Nghịch này, nghịch này. Nghịch cầu này, cầu đi rất là nghịch anh em ạ. Cầu đi rất là nghịch luôn này. Rồi nếu đi nghịch thì mình sẽ bắt theo nghịch thôi. Mình sẽ theo cái chiều hướng nghịch thôi. Tay này chắc là tài rồi. Cầu này chắc là tài rồi. Đấy, biết ngày mà. Anh em để ý nhá, cái hũ này nó đang là 11 tỷ anh em. 11 tỷ này. Thì khi mà cái hũ này nó nổ ấy. Ví dụ bây giờ nó ra đây là 4 con 6 này, 3 con 6 này. Thì tức là cái hũ này nó sẽ chia đều cho tất cả những anh em đánh tài. Còn nếu nó ra 3 con 1 thì nó sẽ chia đều cho những anh em đánh xỉu. Đấy. Cho nên là cũng khá là ngon đấy. Anh em vừa chơi tài xỉu, anh em vừa săn hũ. Ok, rồi, tôi sẽ quay trở lại với cách bắt cầu thôi. 13 này, tôi đang bắt theo cầu nghịch nhá. Có nghĩa là chẵn thì tôi sẽ đánh tài, mà lẻ tôi sẽ đánh xỉu, ok chưa? 13 này cộng với 1 sẽ là 14. 14 mà trừ cho 12 sẽ bằng 2 này. 2 chẵn ok, tôi sẽ đánh tài thôi. 2 chẵn tôi sẽ đánh tài anh em nhé. 5 củ trước đi. Phang từ từ thôi anh em ạ, phang từ từ thôi. 4 này. Anh em cầu nào mà anh em không chắc ấy thì anh em đánh nhẹ tay cho tôi nhá. Hoặc là anh em không chơi luôn, bỏ không chơi luôn. Gãy rồi anh em ơi, gãy dây đầu tiên rồi. Ma vừa vào nó gãy luôn này. Vừa vào là gãy luôn anh em ạ. Gãy nhá, gãy một anh em nhá, một gãy này. Một gãy thì khả năng bây giờ nó đi sang thuận cầu rồi. Cũng có thể là đi thuận cầu rồi, tài 13 này, tài 14 này, vẫn chưa thuận đâu. 2 cầu thuận anh em ơi, 2 cầu thuận liên tiếp này. 13 9 này, về 9 vẫn nghịch mà. Vẫn nghịch anh em ạ, vẫn nghịch cầu. Rồi, 24 23 22 4321 đúng không? Đúng không? 4321 đúng không? Đây. 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Thì bây giờ nếu như nó đi cầu này thì bây giờ tay này bắt buộc nó phải về tài. Đúng chưa? Bắt buộc tay này nó phải về tài. Ok. Mẹ 10 củ luôn. Con mẹ nhà nó còn một răng cũng bừa anh em ạ. Còn một răng cũng bừa thôi. Mở bát này, đã chơi là phải chịu anh em ơi. Ui giời ơi, 45 lên 1. Đi con mẹ nhà nó luôn anh em ơi. 45 lên 1 cay nha. Đéo ổn rồi, đéo ổn rồi, đéo ổn rồi. Phắc diêu luôn này. 45 lên 1 thì đúng chịu luôn. Thế này thì mình hỏng rồi anh em ơi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Mẹ mày. Cầu đi thế này thì gãy tivi luôn. Nghịch thuận. Thuận nghịch, mẹ cầu đi này. Nghịch thuận nghịch này. Má ơi luôn. Cái đáng cuộc tình luôn anh em ơi, cái đáng cuộc tình luôn này. Để ý nhá, 10 này, lên tài này. 10 này, lên tài này. 10 này, lên tài này thì bây giờ con 10 này mình cũng bắt tài thôi. Đúng không? Con 10 này mình cũng bắt tài thôi. Mẹ mày. Nó bảo rồi, còn một răng cũng bừa mà anh em. Còn một răng cũng bừa mà, sợ gì đâu. 3 4 3 2 2 rồi, ok mở bát này. Ui thôi xong rồi. Ui giời ơi, gãy rồi anh em ơi. Gãy nhạc rồi. Đen thế nhở. Mẹ vào 3 tay gãy luôn cả 3 tay này, 4 tay chứ. Vào 4 tay gãy luôn 4 tay. Mà đèn qua anh em ơi, đèn qua anh em ơi. Đèn sự luôn. À, bắt theo chí ngầu gãy này. Đấy, bắt theo điểm phiên gãy này. Đấy, bắt theo cái xét điểm cũng gãy. Mẹ, mình có vẻ như tôi hơi loạn anh em ạ. Hơi loạn một tí đấy. 3 cộng 9 sẽ là 12, 12 trừ 12 hết 0. không, lần này sẽ phang xỉu luôn. Chặn phang xỉu, lần này đổi qua đánh cầu thuận nhá. Ok, ulti luôn anh em ơi. Còn một răng cũng bừa anh em ạ. Má nó cày thật sự luôn. Đến nước này thì có bao nhiêu đánh bấy nhiêu rồi. Hy vọng nó nổ cái phát hũ này là ấm no này. Một đi, có mẹ mày, lần này mày chạy đường nào mẹ. 4 5 lên 1 anh em ơi, tìm lại cảm giác rồi anh em ạ, tìm lại cảm giác rồi. Mẹ, lần này thì chết với bố luôn. Má nó cày, cày nãy giờ rồi anh em ơi. Tiếp tục xí ngầu rồi anh em ơi, tiếp tục điểm phiên, tiếp tục xí ngầu thôi. Đây nhá, thì cái cách bắt xí ngầu tôi thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Hôm nay sẽ viết lại công thức này, 1 này cộng với 10 này lẻ đúng không, trừ cho 12 này là một số lẻ. Lẻ thì cứ phang tài thôi, cứ ra lẻ phang tài, mà cứ ra chẵn thì phang xỉu, được chưa em ơi. Tiếp tục Onin này, còn một răng vẫn bừa anh em ạ, còn một răng vẫn bừa. Lần này là hơi bị cay cú rồi đấy. Kết luôn anh em ạ, kết luôn. Đã kết là phang luôn, phang dại luôn anh em ạ. Chất đường nào mẹ em mày. Đấy, được chưa? Ok chưa? Mẹ em mày vượt cạn thành công anh em ơi, cá chép hóa rồng luôn. Ok chưa? Đấy, nó phải như thế anh em ạ, nó phải như thế. Cái độ lì là anh em biết rồi. Cái độ lì của tôi anh em vẫn biết rồi đúng không? Anh em nào theo dõi tôi lâu thì cũng không lạ lẫm gì vào cái độ lì, cái độ liều của tôi nữa rồi đúng không? Khi mà mình đã kết rồi thì cứ vậy mà phang thôi, không phải suy nghĩ nhiều đúng không anh em? Không cần phải suy nghĩ nhiều, khi mà đã kết, cầu đã kết rồi đấy, không cần phải ăn quá nhiều anh em. Nó đánh 5 tay chỉ cần ăn khoảng 2 tay rồi là đã có lãi rồi đấy. Hôm nay như thế là cũng lãi 11 củ, có lãi phát là nghỉ ngay anh em ơi, chốt lãi 11 m, nghỉ ngay và luôn anh em nhá, nghỉ ngay mà luôn. Mẹ ra rút hết luôn, không giữ lại một đồng nào anh em ạ. Ok, thì chắc là hôm nay mình cũng xin kết bài tại đây em nhé. Nếu như mà anh em nào có những cái thắc mắc gì ấy thì anh em cứ bình luận ở dưới video này cho tôi nhá, được chưa? Ok, thì chúc anh em luôn có những trải nghiệm mượt mà và luôn giành chiến thắng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.